giao đúng không? Giao là giao tiếp à. Bạn mới giao đó. Bye.
rồi đỏ nè, tay nè, tay nè, chín chín tay tám chín tám ghê vậy ta, đi đúc liền ngày nào không mỏi muốn không được thì phải đeo lên nè, đỡ nè.
giá nhiều anh mua lại hợp đồng đó phải nè đó nè mua lại hợp đồng rồi dán lại cái con mày bấm đều bấm anh giao cầu coi như xong có ba quả thôi giao cầu anh dừng xong ở đây chết cầu xong thì anh cũng được chết tao à đây đây đó bước ngang qua cái đã đi. Đó anh đây nha. Bước ngang qua cái.